Đứng thẳng lên. Tạo dáng hả? Rồi, đứng lên tạo dáng. Rồi, rồi, đứng tạo dáng nha, đứng nha. Rồi, đứng đẹp. Ồ, đẹp hơn. Rồi, tạo dáng. Rồi, 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 đổi kiểu. Kiểu không? Chết mẹ luôn rồi trời. Giật lộn nha, cái dầm đâu. Dầm đâu. Chưa có giật được gì hết. Không thành công luôn. Không thành công luôn mà. Dạ, có mặt như con trồn. Con trồn. Trong lùi. Nói lộn cái lời. Nói lỡ cái lời, nói lộn. Trời ơi, mang giày bành tỏn ha, áo chặt thùng rồi ha. Xui. Tính chấp cảnh mình quay xuống nước, nên này xui. Ê. Gì nữa? Sao em thắc mắc chuyện này quá à? Ừ. Là sao vợ chồng á, là vợ phải kêu chồng bằng anh. Mà cho dù vợ lớn tuổi hơn cỡ nào cũng kêu bằng anh à. Ủa vậy là mình đắm giới là cái gì? Em chịu. Ôi thì hồi ngày trước thấy ngàn trước bây giờ không có gì quá. Bởi vì có cái câu nhân gian ta nói thương thai đàn thẳng đàn bà, dù có già cho mấy cũng là đàn em. Chịu làm em đi rồi cho ăn kem. Người ta hiểu nỗi khổ nên ta cho ăn kem suốt. Sao đàn ông ai cũng thích mở cho vậy? Đàn ông thích mở gì thì theo người, người thích ăn mở, người thích ăn thịt. Đàn ông đâu thích mở. Trời. Em thấy rồi, đàn ông ai cũng thích mở chưa á. Tôi đã nói là tùy theo người, không phải ai thích ăn mở. Mở gì? Ý em nói là mở lưng quần á. Chứ bà nói mở lưng quần ăn mới cần nè. Em ơi, chắc tôi bỏ thuốc quá, thuốc giờ lên giá quá, gì tôi hút sợ ho quá à. Thôi, đừng bỏ thuốc. Thế bỏ thuốc mà tôi sợ lắm luôn á. Mỗi lần em kêu tôi bỏ thuốc không mà. Mỗi lần một lần thì tôi muốn chết rồi. Thì sao vậy? Ông bỏ một lần tôi muốn chết. Sao muốn chết? Thà có con nhỏ nó dễ chịu, biết nó con nhỏ, còn ông lớn rồi. Ông cứ đeo nặng không tôi cũng nổi. Mỗi tôi bỏ thuốc cái tâm lý cái người ta hút thuốc là ta nghiện ngậm. Mà cái nào mà nhìn thấy cậu lớn này là ta liên tưởng tới đứa thuốc là ta nghiện ngậm. Thôi thôi đi thảm hút tôi thảm tôi mà mướn tôi mua thuốc cho hút. Gì đâu mà đeo những người như con nít vậy sao chịu nổi. Mà con nít ta còn dễ chịu hơn ông. Ta nói cái thứ mày lớn đó đó. Mà đeo làm sao tôi chịu nổi. Tối ngày cứ ngậm mà khỏi bằng ăn luôn. Ủa trời. Thôi đi. Có thuốc rồi thôi cho bỏ. Anh ơi. Gì? Hai con chó anh nó ngoài lộ là con chó liền không chó chắc vậy? Còn chó anh ta liền chứ chấp gì. Ủa sao ngộ quá trời, nãy giờ tôi mới thấy vậy. Ờ. Chó anh có bán không? Bán. Ủa anh bán gì? 50 quan tiền. Ờ gì vậy là bán cho tôi vậy, tôi về tôi kêu chồng tôi đỡ sợ khi gì lắm nha. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, rồi. Tôi về ạ. À? Rồi rồi. Vậy. Trời ơi, con chó của anh là con chó chắc. Thế. Sao nó chó liền? Hai vợ chồng vừa khiêng tới đẳng để ruột ra mẹ mẹ rồi. Làm tốn 50 quan tiền thành ra là con cái chắc con duyên gì vừa phải là thì, thì lúc đó nó liền ai biết trả tiền lại cho tôi thì lúc đó nó liền mà tôi bán lúc liền vô duyên dữ thiệt chứ. Anh làm gì tiểu. Trời sao ê nói này nè cái gì đố em chứ em thấy nam với nữ là ai là hiểu chuyện và lịch sự. Ừ tùy theo người. Nam nữ diễn vậy. Tôi thấy giới nam là ta hiểu chuyện, người ta thế vậy, ta lịch sự. Đa số luôn, giới nam là vậy. Bởi vì mỗi khi ta tiểu thôi, tiểu thôi, ta nói cái chuyện nhỏ, tiểu thôi. Ta lịch sự. Dạ. Khi tiểu xong là ta cũng biết gật đầu, chào thổ địa đàng hoàng. Còn giới nữ thôi, tiểu xong bỏ đi. Nên cuối cùng là tháng nào cũng bị bỏ. Trời ơi, tào lao quá đi ơi. Tháng nào cũng bị bỏ chứ, nên mới bảo nói tới tháng là tới cái ngày bị bỏ. Thôi, khùng quá đi. Chứ còn gì nữa. Chuyện
ngộ thiệt ta, xứ nào không ở tự nhiên đi lại xứ này ở trời. Sinh này khác hẳn mấy sinh qua. Nhà mình không ở đi lại ở nhà người ta. Sinh này khác hẳn mấy sinh qua. Của mình không sợ mó thì sợ mó của ta. Ai kêu lại nhà tôi ở thì sợ. Ê bà, hôm nay tôi kẹn chị tôi đi tới phía luôn, tôi nhờ bà dòm ngó nhà tôi rồi. Bà có thấy mấy chó tôi đâu không? Bây giờ mấy chó tôi mất tiêu trời. Trời ơi, hồi hôm á, tôi thấy bốn năm thằng ăn trộm, phi lơ phi lắc rồi đứng thập thò trước cửa nhà anh á. Vì sao? Tôi sợ nó lấy đồ anh đi, rồi tôi vô tôi lén thả mấy con chó anh ra cho cắn mấy thằng đó. Ai ngờ đâu, sáng mấy chó anh mất tiêu trời, người tôi kiếm chết rồi sáng giờ không gặp. Trời ơi, chết mẹ rồi. Mấy thằng trộm chó nè bà. Nó gìn mò rồi nó bắt chó. Trời ơi, trời ơi, bà. Mà mở ra nó bắt miếng chó tôi trời. Chết mẹ ơi. Bây giờ nó bắt mẹ rồi, bây giờ làm sao chết mẹ rồi. Bắt chó tôi trời. Mơ bố ông gặp bạn ông vui gì vừa thôi nha. Nhậu người ta nhậu gì vừa thôi. Cái sao? Nhậu cái bí tỉ con đêm ngủ thấy cái gối phim đó. Mà nó cái đầu mình. Ôi trời gì đó, hèn chi hôm hôm á. Tôi khó thở, tôi lấy cái kiếm cái đầu tôi kê cao lên cho dễ thở mà ai dè đâu. Mà sao càng kê càng khó thở. Kiếm cái đầu không có gặp. Vậy chứ kiếm cái đầu có gặp đâu. Cái đầu thôi, nghỉ uống rượu luôn nha. Ôi trời ơi, chắc mai chiều cũng nghỉ rồi.